các bạn, Tường được ông Cai Tăng tin tưởng cho về nhà kèm cặp con gái ông là Vi Hoa học tập. Tiếng là vậy, nhưng ông giao Tường phải làm hết các việc trong nhà. Tường là người có học, lại đạo đức, nên ông không mấy khi phật ý. Tuy nhiên sau lần chở Vi Hoa đi chơi về muộn thì Tường đã phải chịu vạ lây. Cụ thể câu chuyện như thế nào, xin mời quý vị lắng nghe phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Bể Than Đông Bắc của tác giả Đặng Huỳnh Thái qua giọng đọc Thúy Trà. Dãy phố bên trái là những gian nhà liền kề, một tầng dành riêng cho lớp cai ký giám thị Subadang người Việt. Nhà do sở bỏ xây, vốn là đất sườn đồi nên thành hai bậc. Nhà chính trên cao, bậc dưới có sân rộng và nhà ngang bếp kho. Trước cửa nhà nào cũng trồng một cây dâu da, trẻ con thích nhất có quả là trèo lên hái. Nhà Cai Tăng ở giữa dãy, có lối thông xuống chợ. Một khi hết hạn nhậm chức thì trả lại nhà cho sở, không được quyền sang nhượng thừa kế. Qua phố Tây, sang mấy phố buôn bán thưa thớt có khoảng vài chục nóc nhà. Đường quốc lộ đi từ Hòn Gai ra biên giới Tàu, đoạn qua đây là đường phố chính, bắt đầu từ cầu Ba Toa, nơi giết lợn, và kết thúc ở cầu Hạnh Phúc, bắc qua con suối, từ trên núi Giái Nhện chảy xuống. Chiều dài chừng một cây số, gọi là đại lộ Cobit, nhằm tôn vinh đô đốc hải quân lừng danh là Amedee Cobit. Từ Hòn Gai sang đây, đường đi hiểm trở, phải qua hai con đèo, đèo Hà Tu và đèo Bụt hoang sơ. Lác đác chỉ có vài ngôi nhà bám sâu vào sườn núi. Con đường hẹp, hai bên cây cối rậm rạp, dây rừng chẳng chịt. Đèo Bụt dốc treo leo, hai bên là vách núi đá dựng đứng, phía bên kia là vực sâu thăm thẳm, sơ sảnh một tí là lao xuống vực. Trên đỉnh đèo Bụt có rốn cô tiên, người ta kể rằng thả một quả bưởi xuống rốn, quả bưởi trôi ra biển. Nếu lấp rốn cô tiên thì cả vùng người Sán Diều làng Quang Hanh sẽ chết hết. Ngoài phố chính, các con phố khác đều bé nhỏ và chủ yếu quây quần bên đường vào núi Cốt Mền. Trước mặt là biển, trong lòng núi là những vỉa than nục nạc. Ngay cả phố xá nhà cửa cũng nằm trên than. Nhóm thợ săn thường vác từ rừng về hoẵng nhím cầy hương, lợn rừng bê bết máu. Ghê hơn là cả những con chăn dài mấy mét, họ buộc đầu lên cây thông bên đường, rồi lột da, cắt tiết, pha rượu bán. Phu lò thích nhất món này, thi nhau uống cho khỏe, trẻ con hết vía chạy biến. Phố thì nhỏ xíu, nhưng quán xá đủ các hàng hóa bán cho Tây và cho ta, chủ yếu là nhà giàu. Cửa hàng Cao Lâu, nhà Sán Quẩy, quán phở Quang Dùng, mì Mằn Thắn nhà Quế Hương, hàng nước mắm Cát Hải và Đại Yên, hàng xén, hàng tấm. Các lán thợ do các chủ thầu xây cho phu mỏ thuê hoặc bán lại. Ở xa phố xá, nơi đây là đông người nhất, lộn xộn nhất và cũng nhếch nhác nhất. Mùa hè nóng nực, mùa mưa lầy lội, chủ mỏ và các cai tây sợ không bao giờ bước chân đến, ngoại trừ mật thám và lính đồn đi làm phận sự. Khu phố Tây Nancy, dân phu mỏ chẳng thèm lai vãng đến, vạ vào thân. Hôm nay, Cai Tăng dẫn khách về nhà là chuyện xưa nay hiếm. Ở cái phố này, những cai ký giám thị người Việt cần việc gì phải lên trình các ông chủ Tây, không có chuyện ngược đời, Tây xuống nhà mình. Mặc thiên hạ nhòm ngó, xì xèo, bà Cai Tăng hãnh diện, sửa soạn mâm cơm đủ các món Tây và ta. Làm thì làm, chứ kỹ sư Simon cầm đũa thạo lắm, đòi ăn cả thịt chó. Thông ngôn bình trọng hứa một ngày nào đó sẽ dẫn đi ăn thịt chó 7 món. Nhà tài đoá nổi tiếng. Đi đến đâu, Simon cũng thích tìm hiểu nghệ thuật ẩm thực và văn hóa dân tộc. Liền hỏi, người bản xứ có đông không? Họ ở đâu? Cai Tăng thành thạo trả lời, người bản xứ đa phần là người dân tộc Sán Diều. Xa xưa, Cẩm Phả còn là một xã trong tổng Hà Môn thuộc Châu Tiên Yên,
tỉnh Hải Ninh. Đó là một nơi rộng rãi, phố là phả và đẹp như gấm vóc Cẩm mà thành tên Cẩm Phả, giàu và đẹp. Năm 1831, vua Minh Mạng tách Cẩm Phả là một tổng thuộc huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Yên. Tổng Cẩm Phả khi ấy có Phạm Minh Du, Nỗ Đệ Tam, Giáp Đồng Tiến Sĩ năm 1514, đời Lê Tương Dực. Làm quan tới chức Thừa Chính Sứ, ông có tên ở bia đá Tiến Sĩ số 12 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Người thứ hai là Phạm Đốc Phỉ, Đỗ Đệ Nhị, Giáp Tiến Sĩ, Khoa Mậu Tuất, niên hiệu Đại Chính thứ 9, 1538, đời Mạc Tăng Doanh, làm quan đến chức Tham Chính. Người làng Quang Hanh Cẩm Phả và làng Lộ Phong Hòn Gai gắn kết với nhau, có gốc người Sán Diều, đình Lộ Phong, một di tích rất có giá trị của người dân tộc Sán Diều, đang lưu giữ sắc phong thành hoàng làng. Ngoài thờ Phật tổ tiên thần nông, còn thờ thành hoàng. Thổ địa là vị thần bảo vệ con người và gia súc, quản lý thú rừng không cho chúng phá hoại mùa màng, luôn che chở cho cuộc sống người dân. Hàng năm, vào ngày mùng 1 Tết, các gia đình mang theo lễ vật, gà, rượu, xôi đến làm lễ cầu an, cầu mong dân làng được mạnh khỏe, mùa màng được tốt tươi, gia súc gia cầm không bị dịch bệnh, con người được no đủ. Người ta gọi gái Hòn Gai, trai Cẩm Phả là thế. Dãy phố này chính là bãi tha ma của người Sán Diều từ đời xa xưa. Người ta khôn chỉ trồng thông ở phía trên cao, lúc đầu lơ thơ, sau quả thông phát tán, lăn xuống sườn đồi, thành cây con, dần thành rừng rậm rạp, cây to một người ôm. Đang vui, Vi Hoa con gái cai tăng đi học về. Vi Hoa đứng giữa nhà, khoanh tay chào mọi người. Vợ chồng cai tăng gật gù hài lòng, có đứa con gái xinh đẹp lễ phép. Kỹ sư Simon ngẩn người trước sắc đẹp của người con gái An Nam mới lớn. Đôi đũa trên tay rơi cạch xuống đất, cô hầu bàn vội dâng lên đôi đũa mới. Kỹ sư Simon tấm tắc khen bằng câu tiếng Pháp, chào cô gái xinh đẹp. Vi Hoa cúi đầu chào lại bằng câu tiếng Pháp không cần thông ngôn, hân hạnh được gặp ngài. Tất cả cười vang tán thưởng, Vi Hoa thẹn thùng đứng nép vào mẹ. Đang tuổi mới lớn, mặt trái xoan ửng đỏ, mái tóc xoăn xoăn bồng bềnh gợi cảm. Bà cai kín đáo khoe con, cháu đang học trường tư thục do ngài đại lý dân sự Camphamin Burnett đỡ đầu. Sang năm cháu lấy bằng diplom đấy hả? Tiếng chạm cốc lạch cạch chúc mừng ông bà cai tăng và Vi Hoa. Bà cai hẩy tay ra hiệu cho Tường dẫn Vi Hoa vào nhà. Tường đang làm trong lò, được cai tăng đưa về nhà phụ việc, gọi là phụ chứ thực ra là lao động chính ở cái nhà này. Tất cả việc nặng việc nhẹ đều phải làm, không cày giờ giấc. Vất vả một chút nhưng còn hơn ở trong lò cuốc than, không biết sống chết lúc nào. Sáng tinh mơ kéo xe đưa ông đi làm, dẫn cô Vi Hoa đi học, chưa mang cơm lên tầng cho ông lại đón cô Vi Hoa đi học về, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Sáng sáng chiều chiều, quay như trong chóng. Đấy là chưa kể chủ nhật lễ Tết còn phải đưa cả nhà đi chơi. Ông cai tăng còn khoe với bạn bè rằng bọn cu ly là do mình bỏ tiền ra mua, đã có giao kèo với cai mộ phu phải làm việc ít nhất là 3 năm. Riêng thằng Tường, ông đã xem xét kỹ, không biết có thật không, nhưng xem dáng thư sinh chắc đúng. Nó khai bố làm chánh tổng Vạn Ninh, Mường Nhai. Tôi biết, đấy là thủ phủ của người Mường, dân ta gọi chạch đi là móng cái. Trên đường đi học, thuyền gặp bão, nó trôi dạt vào đây, tôi đã cứu giúp cho nó vào lò. Mảnh khảnh thế thôi, nhưng thông minh, người có học có khác. Tôi đưa về chính là để kèm cặp cho con Vi Hoa, đã không mất một đồng xu, nên nó chẳng có quyền kiện cáo, tha hồ sai khiến, bắt nó làm đến hết đời. Chưa biết chừng, sang cả đời con nó vẫn là nô lệ cho mình. Cầm chắc là vậy. Mấy lão chủ thầu cai ký, su ba đăng khác,
không biết đường mà giữ chân chúng nó. Nếu bị lừa, mất cu ly, mất cả tiền, lỗ tròng gọng. Hầu hết, chúng đều là nông dân nghèo. Khi có ít tiền trong túi, là rời mỏ, quay về quê với cánh đồng lúa của mình. Nhất là thời điểm giáp Tết, mùa màng cận kề, có hàng nghìn người bỏ trốn, không ai làm gì được họ. Tất cả tầng bè, hầm lò đều tan hoang. Để giữ chân họ, Cai Tăng nghĩ ra kế, đánh vào kinh tế. Tiền lương trả cho phu mỏ phải đến nửa cuối tháng sau mới được trả. Thế là phải chờ đến hạn, họ buộc phải ở lại. Thứ nữa là trả lương bằng gạo. Không có gạo thì chết đói, chứ trả tiền nó đong gạo ăn, cần gì đi làm. Gạo thì sở mỏ độc quyền, hết đường. Chả ai dại như Cai Phùng đưa vàng trước cho Cai Quyến để kiếm con vợ hai. Ai ngờ nó lừa. Đấy, đuổi gà lên rừng mà bắt. Các ông ấy không hiểu. Chúng ta có toàn quyền đày đọa đánh đập, o ép bọn nó để làm lợi cho chủ. Đồng thời, ta cũng có quyền lợi trong đó. Thế thôi, tội gì mà không làm. Cũng may cho Tường, Cai Tăng nói mạnh như vậy. Nhưng chưa bị đánh đập, chỉ một lần tại Vi Hoa, Tường bị vạ lây. Hôm ấy đi học về đã muộn, nhưng Vi Hoa cứ đòi đi chơi. Tường gò lưng kéo xe. Vi Hoa tay cầm bông hoa sen, duyên dáng nhí nhảnh. Hai mắt nhìn chằm chằm vào tấm thân gầy, mái tóc xoăn tít bết lại, lâu ngày không gội của Tường. Hoa nghĩ thầm, nếu được chăm sóc, Tường như lãng tử Bonero. Những lúc ngồi kèm học cũng vậy, tai thì nghe, mắt Hoa nhìn chằm chằm vào cái miệng xinh xinh của Tường, cất lên giọng nói nhẹ nhẹ, yêu thương. Bàn tay trắng trẻo thon dài, viết kiểu chữ gì cũng đẹp, chữ nho bay bổng, chữ Pháp mềm dịu, chữ Quốc ngữ nét to, nét nhỏ, điệu đà. Đúng là nét chữ nét người. Đến ngã ba, Tường rẽ trái đúng đường về, Hoa gọi giật lại. Tôi không về nhà. Tường, vậy thưa cô đi đâu ạ? Vi Hoa, đi chơi. Tường, muộn rồi cô ơi, về kẻo bà mắng. Vi Hoa, cứ đi không sợ. Tường, đi đâu ạ? Vi Hoa, ra hồ sen. Tường, ra hồ sen làm gì? Cô đã có một bông rồi mà. Vi Hoa, ngắm cảnh, phải nhiều hoa mới thích cơ. Ai lại ngắm hoa một mình, buồn chết. Hồ sen của ai đó, rộng mênh mông giữa thung lũng than bụi và tình người hận thù xa cách, có những bông sen đủ sắc màu sặc sỡ. Thích quá, Vi Hoa reo lên, xà vào hái, trượt chân lao xuống hồ. Ngay lập tức, Tường nhảy xuống bế Vi Hoa lên. Hai người ướt sũng, lấm lem đầy bùn. Vi Hoa sợ hãi khóc, Tường lúng túng, phải làm thế nào đây? Bây giờ về... Thấy cảnh này nhất định Tường phải ăn đòn đuổi việc. Ở lại hong khô quần áo, cũng không thoát khỏi cơn tức giận của ông bà Cai. Vi Hoa càng khóc to, Tường càng rối trí. May quá từ phía bên kia bờ hồ, có chòi canh không người. Tường dìu Vi Hoa đến. Ngọn lửa nhóm lên. Với Tường thật đơn giản, quần áo vu mỏ có gì đâu. Bẩn thỉu nhếch nhác là đương nhiên. Vi Hoa phải cởi hết ra giặt rồi hong khô. Thật khó khăn, nhất định không chịu làm. Hoa dễ đành đạch, ăn vạ. Tường nhỏ nhẹ, không khóc nữa. Tôi xuống hồ, cô thay xong, ném xuống tôi giặt cho. Vi Hoa, anh không được nhìn lên cơ. Tường, ừ được rồi. Từng thứ, lần lượt bay vù vù xuống. Lá sen xanh, hoa sen đỏ, trắng, vàng, được phủ lên màu sắc mới. Rung động trái tim người. Giặt xong, Tường lại nhắm mắt, đưa lên qua khe liếp. Vi Hoa cười khúc khích, nói như hờn dỗi. Bếp tắt rồi anh ơi. Tường thổi lên. Vi Hoa ứ đâu, anh lên mà thổi. Thế này lên sao được? Tường nghĩ vậy, thôi liều. Cái quần cộc bó chặt thân người, nổi hết những đường gân thớ thịt. Tường lơ đi tất cả, chăm chú vào bó củi khô thổi lửa. Bất ngờ từ đằng sau, Vi Hoa ôm chặt lấy Tường. Thế là thôi, không còn khoảng cách chủ tớ. Hai thân xác của hai con người nguyên thủy, quằn quại dãy giụa. Con gái nhà giàu mới lớn, còn nguyên trinh tiết,
thơm tho và mịn màng. Anh thợ lò thèm thuồng như hạn gặp mưa, tràn trề, nhảy nhụa sung sướng. Những cánh hoa sen nhầu nát, lả tả, rơi xuống mặt hồ. Tối ấy, ông bà cai tăng không thể tha tội cho thằng cu ly mất dạy này được. Tưởng nó con ông nọ bà kia ra giáo, biết cả tiếng Tây tiếng Tàu. Càng những thằng có học càng lếu láo. Mặc dù không biết tường tận chuyện nó đã phá trinh con gái ông. Chỉ chuyện đi học về muộn, đi chơi không xin phép cũng đủ trừng trị. Cai tăng muốn dạy cho con cái vào nề nếp, nên đổ hết tức bực lên đầu tường. Sai hai thợ lò dẫn tường lên cửa lò, trói gô vào cột điện để làm gương cho bọn cu ly đốn mạt. Vi Hoa bỏ bữa cơm chiều, sau một hồi mắng chửi, bố nhốt vào phòng, khóa chặt cửa lại. Khuya lắm, cả nhà đã ngủ hết. Con chó ca ca yêu quý của Vi Hoa cậy cửa và khẽ gọi hừ hừ. Thì ra nó đã lấy chùm chìa khóa và đút vào khe cửa. Vi Hoa mở cửa, theo ca ca chạy thật nhanh lên cửa lò. Tường bị trói, thân hình mảnh khảnh không chịu nổi, kêu ú ớ. Trước đó, ca ca đã nhịn ăn, gạt phần của mình vào cái bị cói, ngoạm chặt, chạy một mạch mang cho tường. Từ sáng đến giờ mới được chút cơm ca ca nhường cho, tỉnh táo lại. Vi Hoa xót xa, không còn cách nào khác, vội vàng đưa tiền cho hai anh thợ lò đang được giao việc canh giữ, van xin hai người cõng tường chạy trốn. Mọi việc sẽ đứng lên lo liệu sau. Ca ca đi theo biết đường, tìm về báo tin. Ca ca được Vi Hoa nuôi từ bé, chui ra từ bụng 3 ngày tuổi thì mẹ chết. Chết vì chiếc xe bình bịch của quan Tây đâm vào. Từ xa xưa trên đất này, người và chó có bao giờ biết bình bịch là cái gì? Nghe tiếng bình bịch nổ, nó ra làm sao mà tránh chứ? Trong đàn con, chỉ có duy nhất ca ca cứ nằm bên cạnh mẹ, gối cằm lên bụng mẹ khi mẹ đã chết. Mới 3 ngày tuổi đã biết gì đâu. Thế mà, đôi mắt đỏ ngầu. Thương quá, Vi Hoa ôm ấp nuôi nấng, còn cả đàn mang đi cho. Hàng ngày Vi Hoa ăn gì thì cho ca ca ăn nấy, đi đâu cũng cho đi theo. Chị đi trước, em đi sau. Lúc ngồi học, ca ca nằm dưới gầm bàn, đầu gối lên đôi guốc chờ. Hôm trời rét, ca ca được mặc cái áo cũn cỡn, lên ghế nằm. Đêm Vi Hoa ngủ, ca ca ra hè, nằm trong ổ ấm. Hôm nào Vi Hoa dậy muộn, nó cào cửa, gọi dậy đi học. Một lần vội vã, đánh rơi cái bút chì xuống nền nhà. Mặt trời mưa tầm tã, ca ca ngoạm chặt, lao đến trường, vào thẳng lớp học, đưa cho Vi Hoa. Cảm động quá, các bạn ôm ấp ủ ấm cho ca ca. Từ đấy, Vi Hoa cẩn thận hơn, thương quý ca ca. Hôm nay giao việc khó khăn nguy hiểm này, chắc ca ca làm được. Cố lên ca ca nhé. Tiếng còi tầm trên đỉnh núi Cốt Mìn rú vang, cai tăng chuẩn bị đi làm. Vi Hoa vội khóa cửa lại, nằm yên trên giường, thở. Bình Trọng vừa về đến cửa, Đào đã lôi tuột vào trong nhà, nói trong lo sợ. Nguy rồi anh ơi, Mai Quỳnh đang ở đây đấy. Hốt hoảng nhưng bình tĩnh lại, Trọng lắp bắp. Sao em biết nó ở đâu? Đào nói rành rọt hơn, em thấy ở chợ, bám theo. Thì ra nó có đại lý gạo Mai Quỳnh ở phố Bến Tàu. Trọng gạt phăng, nhìn mèo hóa cáo rồi. Mã nó mà có đại lý thì anh đi đầu xuống đất. Gạo do sở độc quyền cơ mà. Đào vẫn khăng khăng, không tin thì thôi, đến tận nơi mà xem. Trọng kiên quyết, kệ nó, cầm lấy tiêu pha gì tùy em. Đào, ở đâu mà lắm thế? Trọng hãnh diện, à, quốc hoa đấy. Cai tăng mới nhận công trình, đường trục số 2 Campamin. Nói mạnh vậy, chứ Trọng cũng lo, thế là hỏng hết việc. Những đồ đạc để trên đê, cả làng đều biết, hai vợ chồng Trọng nhảy xuống sông tự vẫn. Mấy cái rỗ rồi, bây giờ lại vác mặt về, ma hiện hình hay sao? Trọng cải trang thành ông chủ thầu,
Bệ vệ đến mua gạo cho vua, tức tốc đạp xe ra phố bến tàu để xem thực hư. Quả thật, Mai Quỳnh trẻ ra, ăn vận đồ tân thời thành phố, trông duyên dáng, tính nết cũng thay đổi nhiều. Ăn nói không những lưu loát mà còn luyến thắng, mời chào như rót vào tai. Con kiến trong lỗ cũng phải bò ra, chất nhà quê đã biến theo thời cuộc. Cơn lốc đang ập đến. Ngay hôm Trọng và Đào nhảy xuống sông tự vẫn, nhà bá Miên rầm rập lo hai đám lớn, đám cưới chạy tang rồi đám ma, hai cái mộ giả, một của Bình Trọng, một của cô hầu Đào. Bên trong tiểu sành để bộ quần áo và đôi dép bỏ lại trên đê. Đầu tiên bá Miên không cho mặc xác con Đào, nhưng bà cụ cố mắng ầm ầm, làm thế là đồ vô nhân đạo, đồ ăn cháo đá bát. Bá Miên đành chịu, phải nghe theo lời mẹ. Đám cưới trước, đám ma sau. Đám cưới linh đình, người ta không cần biết chú rể đâu, chỉ biết đến ông bá, đánh chén để trả bữa. Ăn uống kéo dài 3 ngày liền. Ông thông gia tổng trinh thương con, côi cút một đời, nhưng đành cắn răng chịu đựng. Tục lệ ở quê là vậy, đã có lễ dạm ngõ, nhà gái nhận lễ, coi như cô gái ấy đã có một đời chồng. Mai Quỳnh về làm dâu nhà bá Miên, luôn tâm niệm sẽ có ngày đoàn tụ. Với con mắt của người hiểu luật, Quỳnh không tin những thứ quần áo đồ đạc để lại trên đê là có thật. Vải thưa che mắt thánh mà thôi. Con tim đã mách bảo, Trọng chê Quỳnh hơn 5 tuổi, Đào nghèo hơn nhưng trẻ đẹp hơn. Cái gì hơn người ta sẽ chọn, không ai chịu thiệt, lẽ đời là thế. Nhục. Mai Quỳnh đâu có phải con nhà khố rách áo ôm, cha làm chánh tổng hơn hẳn bá Miên. Nhiều lần bá Miên ăn đất, ức hiếp dân lành phải quỳ lạy, xin cụ chánh tha tội. Tại sao ta phải chịu sống cô đơn, chết thành bà cô ông mãnh? Ta sẽ bắt hắn phải quỳ lạy như cha hắn, quyết trả thù này. Mai Quỳnh nghỉ việc ở sở thanh tra, lặn lội ra Hòn Gai, rừng thiêng nước độc tìm kiếm. Hòn Gai là đất thuộc địa, Quỳnh sẵn sàng tiếp cận được với tất cả các loại người. Nhưng ông chủ nhất, chủ nhì, quan Tây, cai ký người Việt đều dưới tầm mắt của quan thanh tra mà Quỳnh đã cộng sự. Vất vả, thăm hỏi, chờ đợi. Cuối cùng, Quỳnh đã gặp Bình Trọng và Đào trong lễ Noel tại nhà thờ trên núi đảo. Hai người trang phục lộng lẫy, khoác tay nhau nhảy van cùng các ông Tây bà Đầm. Lại một lần bắt gặp tại hiệu cao lâu Sần Cỏng, người Hoa nổi tiếng. Quỳnh điên lắm, muốn nhảy sổ và đánh ghen. Nhưng đêm về nghĩ lại, làm thế thấp hèn quá. Dù sao, mình vẫn là cô gái quê mùa, dám trèo lên lớp thượng lưu, đũa mốc mà tròi mâm son. Thôi, nén lòng tìm cách. Với con mắt tinh đời và mối quan hệ khi làm ở sở thanh tra lao động thuộc địa Đông Dương, Quỳnh biết vùng mỏ Đông Bắc đang cần gạo cho hàng vạn phu mỏ. Tại thung lũng than này, toàn đồi núi không có đất trồng lúa. Gạo lại do sở mỏ độc quyền. Lâu nay phải mua gạo từ Sài Gòn và các tỉnh quanh vùng nên rất khó khăn đắt đỏ, lại mốc và bẩn. Đây là cánh cửa để Quỳnh lách vào. Quan chánh thanh tra lao động có thư riêng cho ngài chánh mật thám Ben Lát đứng lên bảo trợ. Thế là cửa hàng đại lý gạo mang thương hiệu Mai Quỳnh được mở ra. Việc cung cấp gạo đã có mẹ chồng ở quê, bà bá Miên đứng lên lo liệu. Bà vơ vét tất cả gạo của hàng xay, hàng sáo trong vùng, ép người cấy sẽ phải nộp tô, nộp tức cho đủ, không trừ một ai. Ông bá Miên cho đóng 2 thuyền lớn, chạy đi chạy về như con thoi, chở gạo ra đại lý Mai Quỳnh ở Hòn Gai. Hai mẹ con, 2 đầu khép kín, mua tận gốc, bán tận ngọn. Chẳng mấy chốc, Quỳnh chiếm lĩnh được thị phần. Các ông chủ thầu, các ông cai mỏ đều về đây lấy gạo, vừa rẻ, vừa ngon, lại có phần, lại quả. Ngon hơn hẳn gạo ở các tỉnh chuyển về, phát cho cô Ly, cứ mỗi tạ trộn thêm 2 ký cát sỏi.
cu ly phải ăn gạo bẩn. Gạo Mai Quỳnh ngon sạch, chủ mỏ khích lệ, các quan Tây quan ta hào hứng, cu ly cũng được nhờ. Ngài Chánh Mật Thám Bên Lát vênh mặt, là người biết thương cu ly nghèo, không những trong vùng Hòn Gai Cẩm Phả, mà gạo của Mai Quỳnh về tận mỏ của ông chủ Bạch Thái Bưởi, và tận trong rừng sâu của chủ mỏ Ly Liêng Đa Nơ, ra tận mỏ Kế Bào của ông Lori xa xôi. Làm ăn phất, Mai Quỳnh lên ngôi, xếp vào hạng đại gia lúc bấy giờ. Các quan Tây kính nể, đi đâu cũng có kẻ đưa người đón. Hôm làm lễ ra mắt chủ nhất Hama Thomas sang thay Pierre, tuy Thomas sang lâu rồi, nhưng bận lao vào công việc, hôm nay mới chính thức gặp gỡ tất cả quan chức người Pháp và người Việt thuộc công ty Pháp Mỏ Than Bắc Kỳ, SFCT. Ngài Chánh Mật Thám Bên Lát đích thân mang xe Land Rover Mui Trần đến đón Mai Quỳnh. Hai người khoác tay nhau đi vào lễ hội. Ngài chủ nhất Hamza Thomas phát biểu, thông ngôn bình trọng dịch lại. Ngài Chánh Mật Thám Bên Lát hứa lời cậu sự. Bình trọng bắt buộc phải chen vào cạnh Mai Quỳnh để thông ngôn, một tình huống vô cùng hy hữu. Đào bên dưới nhìn lên, người nóng như lửa đốt. Mai Quỳnh vênh mặt cười mỉm, bình trọng nắm chặt hai tay, thẳng người, cân bằng tư thế lúng túng. Trọng dịch sai câu nói quan trọng của Ngài Chánh Mật Thám Bên Lát, Quỳnh cướp diễn đàn dịch lại. Thưa quý ông quý bà, đất An Nam không có công nghệ, không có công nhân, giặt nông dân, hàng nghìn năm bám chặt lấy ruộng đất, làng xã, thờ cúng tổ tiên, hội hè dỗ chạp. Có hai hạng người, tầng lớp thống trị chánh tổng, lý trưởng, sẵn sàng cộng sự, như các ngài cai ký, giám thị ngồi đây. Tầng lớp bị trị đông hơn, nghèo đói, ngu si khó bảo, sẵn sàng chống lại. Công cụ lao động đặc trưng nhất của họ là xe đẩy, xe kéo thô sơ, có hai bánh bằng gỗ hình tròn và chày giã gạo, cối xay thóc, có cách đây hàng nghìn năm. Cái quý nhất chỉ là lúa gạo. Một xe than đổ, họ sẵn sàng bước qua. Một cái bu lông xe gòn rơi, họ vứt đi, dù biết rằng mang từ Pháp sang đắt tiền. Như một mẩu thuốc lá, họ sẵn sàng nhặt, chia nhau hút. Đó không phải là người thợ, mà là nô lệ. Nó đang nằm trong tay các ngài. Các ngài đã biết phải làm thế nào rồi chứ? Chủ nhất Hamza Thomas bắt tay Chánh Mật Thám Bên Lát, ôm hôn Mai Quỳnh. Tiếng vỗ tay rào rào, tiếng thở sơm banh bồm bộp, tiếng chạm cốc cành cạch. Tan cuộc, Chánh Mật Thám Bên Lát khoác tay Mai Quỳnh ra xe. Đào vội vàng vượt lên trước. Đi ngang qua, Quỳnh gạt chân, đào suýt ngã, trọng đỡ vội, im lặng. Bá Miên, mặt tươi rói vui vì có đứa con dâu hùng biện, làm cho cả công ty Pháp Mỏ Than Bắc Kỳ, SFCT kính nể. Trước khi ra đây, ông đã hùng hổ nói với cả nhà, phải gô cổ thằng con trai bất hiếu này về. Nó đã lừa dối cả họ, cả làng làm ông mất mặt. Nhưng ra đây, thấy con Mai Quỳnh khoe, ông sướng hẳn. Tối qua Ngài Chánh Mật Thám Bên Lát chiêu đãi, ông đại càng hãnh diện. Bế trong tay thằng cu Trịnh Đích Tôn, mọi tức bực trong người ông tiêu tan đâu mất. Trước mặt Mai Quỳnh, vợ chồng bình trọng, ông cười nói, 3 năm đã rõ 10, các con đã hiểu nhau, thế là mừng. Cái gì cũng thế, phải có thứ tự trên dưới rõ ràng. Con Mai Quỳnh là dâu cả, con Đào là dâu thứ. Nề nếp gia phong của nhà này, bất kể con ai, đứa nào ra trước thì là anh là chị. Cô Trịnh là đích tôn của ông. Mai tất cả về quê để trình họ hàng làng xóm, cứ thế mà làm. Bố nói vậy, phận làm con nói được gì. Lặng lẽ xuống thuyền, về quê.